Con Sáu Vũ xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2020. Thì mình xin giới thiệu lại những cái mẫu dụng cụ quay chậu bên Bonsai Quốc Vũ, và một số lưu ý để cho anh chị mà mình mới quay chậu mình quan tâm. Thì cái mẫu mai vàng ở đây bên em cũng có nhiều cỡ nha anh chị mình. Mẫu 20 nè, 20, 30 nè, 40, 50. Đây, ví dụ như mẫu 30, 30 em có rất là nhiều luôn. Nha. Một cái mẫu 30 này là em cũng có rồi, 40 đây, 40. Còn cái 20 thì để đằng kia rồi, nó thấp. Này 2,5 tấc nè, này 50 nè, ha, cái này 60 nè. Thì anh chị lưu ý mỗi một cái nó có tỷ lệ và kích thước khác nhau. Thứ nhất là kích thước, giả dụ như em cầm cái 40 này, thì 40 này là 40 về độ lớn, tức là lọt lòng 40 á. Và cái 50, cái 70 là nó bự hơn. Anh chị lưu ý ha. Nắng, do nắng ngược, và kể cả 1 mét luôn. Thì mình xài cái ống 27, xài như vậy thì nó mới chắc. Thì anh chị mình mua thì mình cứ biết tôi xài cái chậu lọt lòng của nó là 40. Còn mà muốn coi cái chậu như thế nào hay cái video thì mình coi cái phần mô tả, hoặc là những cái video mà mình chia sẻ quay chậu á, vô Zalo mình coi. Thì đây là mẫu mai vàng, thì nó rất là cứng cáp nha anh chị mình. Sắt của em dày ba ly ha, yên tâm. Đây, thì thường một lưỡi quay chậu là gồm có hai cái lưỡi. Cái lưỡi như vậy, còn lưỡi cát là màu trắng như vậy nha anh chị mình. Thì mình quay xong mình tháo lưỡi cát ra quay thôi. Thì đơn hàng đầu tiên thì em sẽ có gửi chung cái ống 27, còn những lần sau thì anh chị khỏi cần mua, khỏi cần tặng, tại vì cái ống nó cũng khoảng vài ngàn ống. Thì cái ống 27 cao của nó là khoảng 30, thì nó xài được từ 2 tới 5-60, còn mà cao 40 xăng thì nó xài từ 4-50 tới 1 mét được. Thì tùy anh chị mình quay là được, rất là đơn giản luôn. Hai dụng cụ bên chậu bên em, đây là mẫu mai vàng. Rồi để em ở phía dưới đây là mẫu mai vàng 20-30. Thì mẫu mai vàng 20 bên em đang bán khuyến mãi là 100.000 bao ship. Thì chỉ có cái loại 20 này là bán rẻ, là 100.000 bao ship thôi, còn những loại khác là nó giá bình thường. Thì số anh chị mình ở xa mà mình chưa có biết, chưa có sử dụng dụng cụ bên em, thì cứ mua cái 20 xài thử, tại vì đồ bên em là xài rất là chất lượng, sắt nó rất là dày luôn. Anh chị mình không thể nào mà cầm 100.000 ra ngoài mua như gì, người ta ship tới nhà được cái bộ mai vàng 20 như thế này. Cho nên là anh chị mình có thể mua thử ha. Còn anh chị nào mà đã từng mua bên đây thì mình cứ mua những cái độ lớn hơn. Đó là quay chậu. Để mình sẽ qua ngay chỗ quay đôn cho anh chị mình xem. Đây là mẫu quay đôn. Thì quay đôn của quay chậu mai vàng thì quay đôn lớn là quay được 8-9 mét. Gia dụng như bộ quay đôn đây, toàn bộ này là 8-9 mét. Thì cái bộ 8-9 mét này thì em sẽ tính giá bằng với chiếc chậu 1 mét. Anh chị lưu ý ha. Bộ quay đôn là cái đơn này là cái đôn của cái chậu 8-9 mét. Thì hiện nay em cũng có khoảng 20-30 bộ. Thì nếu mà quay đôn mét mét 2 thì mình sẽ tính giá mét 2. Còn bộ quay đôn quay chậu 5-6 thì mình tính giá bằng với chậu 6. Anh chị lưu ý ha. Nhỏ thì quay được 2, lớn thì quay được 3. Còn bộ quay miệng thì nó gồm một có cái lưỡi, lưỡi chậu và một cái cần, một cái trụ này chưa có kìm bấm. Còn cái kìm bấm thì
Mình sẽ tỷ giá 50 ngàn thì anh chị lấy thì cộng vô 50 ngàn, còn không lấy thì tự ra 50 ngàn. Và cứ lưu ý anh chị mua cái nào thì bán cái nấy. Giả dụ đi anh chị mua cái bộ mai vàng 20 100 ngàn thì không thể nào có bộ quay miệng này, thì tại vì bộ quay miệng là bán riêng, thì mình mua quay miệng mình bán quay miệng, mua cái chậu 50 thì mình bán chậu 50, còn mua cái đôn thì mình bán bộ quay đôn. Thường thì người ta mua quay chậu trước, còn những quay đôn thì khách đã, ông đây là ông 27, khách đã quen rồi mới mua thôi. Đây là ống 27 thì ống này để đổ vô trụ xi măng để mà tặng cho những ngân hàng anh chị mình. Và tiếp theo đây là cái mẫu bonsai và mẫu tái bằng gốc chân thì nó đều có sử dụng cần. Thì một cái cần như gì thì gia đình mình lưu ý ha, em bán là 100 ngàn. Còn những cái lưỡi đây thì thường thường là một mẫu bonsai hay mẫu tái bằng gốc chân thì nó sẽ có một cái lưỡi và một cái cần. Đây là mẫu tái bằng gốc chân 30, đây là mẫu bonsai 30, thì anh chị lưu ý thì xài thì một cái cần có thể anh chị mình xài hai cái lưỡi, còn có khi người ta muốn mua thêm cái cần nữa thì hai cái cần hai cái lưỡi, thì cái đó là tùy anh chị mình. Và tiếp theo thì hồi nãy giờ là mình giới thiệu là quay chậu mai vàng 20 và 30, 40 tới 1 mét, mét 2, mét 6 và bộ đôn. Còn đây là mẫu bonsai với mẫu tái bằng cẳng chân thì anh chị mình mua, mình giới thiệu, ví dụ giả dụ đi mình mua cái mẫu 40 thì cái lưỡi 40 này nó sẽ gồm một cái lưỡi và một cái cần, thì anh chị muốn quay 50 thì nó sẽ có cái lưỡi 50 ha. Anh chị mua cái lưỡi 50 thì mình bán cái lưỡi 50. Còn có một số anh chị mình muốn muốn quay từ cái lưỡi 540 qua cái chậu 50 thì mình muốn cũng vẫn được, thì tùy anh chị mình có cái cần kéo ra, nhưng mà em không tư vấn tại vì cái lưỡi 40 cái 50 nó khác nhau về tỷ lệ cát, khác nhau về độ sâu, khác nhau về mọi thứ. Nếu mà tăng đưa đẹp thì không có ai làm cái lưỡi riêng. Giả dụ như giờ tăng đưa đẹp thì người ta làm cái lưỡi 50 làm gì? Thì mình lưu ý ở đây nó có nhiều cái lưỡi 50, 60, 70. Đây cái lưỡi 70 của bên em, 60 ha, dưới đây nhóc, đây là bộ 60. Thì gia đình mình lưu ý. Còn đối với địa khuyết thì nó rất là thấp. Đây ví dụ giả dụ như bộ điêu khiết này là bộ điêu khiết 40, thì bộ điêu khiết 40 này người ta không có xài tăng đưa, lý do là rất là thấp lùng cho nên là người ta không có xài tăng đưa, thì đã chế đặc dụng rồi anh chị mình chỉ biết à tôi muốn mua mẫu tái bằng cất chân 20 15. Đây đây là lưỡi dao tái bằng cất chân 15, thì cái lưỡi này 15 và 20 thì cái lưỡi là 160 ngàn. Anh chị mình lưu ý ha. Thì mình rồi để mình lấy cái chậu tái bằng cắt chân cho anh chị mình xem.